Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn chỉnh sửa video với app CapCut từ cơ bản đến nâng cao. CapCut đang là ứng dụng chỉnh sửa video phổ biến nhất ở trên điện thoại. Bởi cắt ghép và nhiều hiệu ứng chuyên nghiệp ai cũng có thể làm được. Chúng ta hãy bắt đầu ngay với cách sử dụng CapCut cùng với nhiều mẹo, thủ thuật và đặc biệt là tư duy chỉnh sửa video để giúp video của bạn thu hút và nhận được nhiều view hơn. Bắt đầu ngay thôi nào. Bước đầu tiên để bắt đầu với CapCut là tải và cài đặt ứng dụng ở trên điện thoại. Các bạn vào trong App Store hoặc CH Play tìm kiếm cho mình CapCut. Các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng CapCut chỉnh sửa video. Tại đây mình đã tải rồi nên là giờ mình sẽ bấm mở. Ngay sau khi mở app CapCut, các bạn hãy chọn vào phần dự án mới. Tại đây các bạn hãy thêm video mà mình muốn chỉnh sửa vào và chọn thêm. Vậy là mình đã thêm đoạn video của mình vào trong CapCut. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình. Đây là giao diện cơ bản của CapCut và bên dưới này là một số tính năng của CapCut. Bây giờ chúng ta hãy đi lần lượt vào các tính năng của CapCut. Đầu tiên là cắt ghép video. Mình sẽ cắt bỏ phần video thừa ở đoạn đầu này đi. Chúng ta sẽ di con chó timeline đến phần nào mà mình muốn cắt, sau đó chọn vào phần video. Tách. Vậy là mình đã tách bỏ được phần đầu của video, sau đó chọn ở phần đầu này và xóa nó đi. Tiếp theo là chỉnh sửa âm thanh cho video. Chúng ta sẽ chọn vào video và lướt ở phần bên dưới tính năng này, chọn ở phần âm lượng. Tại đây các bạn có thể tăng âm lượng lên gấp 10 lần và giảm âm lượng về mức 0. Sau khi chỉnh âm lượng xong, các bạn hãy bấm vào phần chữ V này. Tiếp đến là giảm ồn cho âm thanh của video. Các bạn sẽ chọn ở phần video này và lướt sang phải, chọn ở phần giảm tiếng ồn. Sau đó bật công cụ giảm tiếng ồn lên. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng và bấm vào phần chữ V. Vậy là video của mình đã được giảm ồn thành công. Công cụ tiếp theo là điều chỉnh tốc độ. Các bạn sẽ chọn ở phần video và chọn ở phần tốc độ. Tại đây các bạn có thể chọn tốc độ bình thường hoặc là tốc độ uốn cong. Tốc độ bình thường thì các bạn có thể tăng hoặc giảm tốc độ của toàn bộ đoạn video. Ví dụ mình sẽ tăng tốc độ này lên 1.1 cho các bạn xem thử. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng CapCut ở trên. Còn với tốc độ uốn cong thì các bạn có thể tùy chỉnh. Ví dụ mình sẽ chọn ở phần tùy chỉnh này. Xin chào các bạn. Và cho đoạn này của mình, cho đoạn đầu của video của mình giảm chậm xuống một chút. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà. Và đoạn này nó sẽ tăng lên. Xin chào các bạn, đây là video mẫu. Các bạn đã thấy sự khác biệt giữa tốc độ bình thường và tốc độ uốn cong chưa? Tiếp theo là chỉnh màu cho video. Các bạn sẽ chọn ở phần video này và lướt sang phải, chọn giúp mình phần bộ lọc. Tại đây thì có rất nhiều bộ lọc cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể chọn vào bộ lọc và xem thử. Các bạn cũng có thể điều chỉnh độ đậm nhạt của bộ lọc ở dưới này. Ngoài ra các bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc sâu hơn bằng cách bấm vào phần tùy chỉnh. Tại đây các bạn có thể điều chỉnh một số thông số như độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa. Nó khá là trực quan, các bạn có thể điều chỉnh theo mắt nhìn của mình. Sau khi điều chỉnh xong thì các bạn hãy bấm vào phần chữ V. Tiếp đến là thẩm mỹ, làm đẹp cho video. Các bạn sẽ chọn ở phần video này, kéo sang phải, chọn cho mình phần làm mịn. Tại đây các bạn có thể làm đẹp khuôn mặt hoặc là cơ thể. Mình sẽ chọn ở phần khuôn mặt. Các bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều thứ ở trên khuôn mặt của mình. Ví dụ như là xóa lếp nhăn này, trắng răng. Các bạn có thể kéo ở đây sao cho phù hợp với cả mắt nhìn của mình nhất. Để tùy chỉnh sâu hơn về khuôn mặt, các bạn hãy bấm vào phần chỉnh hình này. Tại đây có hình dáng của khuôn mặt này, mắt, mũi, miệng, lông mày, rất nhiều thứ cho các bạn lựa chọn. Sau khi chỉnh sửa xong thì các bạn hãy bấm vào phần chữ V này. Tiếp đến là một số công cụ để áp dụng hiệu ứng cho video. Đầu tiên là thêm hiệu ứng cho video. Mình sẽ chọn vào phần video này và chọn phần hiệu ứng động. Tại đây có rất nhiều hiệu ứng bắt đầu và kết thúc cho video. Ví dụ đoạn đầu này mình sẽ muốn video xuất hiện rõ dần thì mình sẽ chọn vào phần hiệu ứng rõ dần này. Các bạn có thể điều chỉnh tốc độ của hiệu ứng ở đây. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng. Sau khi chọn xong hiệu ứng, chúng ta sẽ bấm vào phần chữ V này. Mình sẽ cho các bạn xem thử. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng. Vậy là video của mình nó đã dần dần xuất hiện. Tiếp đến là hiệu ứng chuyển cảnh. Mình sẽ ví dụ thêm một đoạn video khác để tạo chuyển cảnh giữa hai video. Chúng ta sẽ bấm vào phần dấu cộng này. Mình sẽ thêm một đoạn video bất kỳ vào trong này. Và để thêm được chuyển cảnh cho hai đoạn, mình sẽ bấm vào phần giữa của hai đoạn này. Tại đây có rất nhiều hiệu ứng chuyển cảnh cho các bạn lựa chọn. Với những hiệu ứng chuyển cảnh có chữ Pro ở trên đầu thì các bạn phải có tài khoản CapCut Pro thì mới có thể sử dụng được. Hiện tại thì bên Học viện Marketing Online đang là đại lý cao cấp của CapCut, nên các bạn sẽ được sử dụng CapCut với giá ưu đãi nhất. Để được hỗ trợ về tài khoản CapCut Pro, các bạn hãy nhấp vào liên kết ở dưới phần mô tả. Mình sẽ ví dụ chọn hiệu ứng chuyển cảnh này. Các bạn có thể điều chỉnh thời gian áp dụng hiệu ứng ở đây. Sau khi đã thêm được hiệu ứng, các bạn hãy bấm vào phần chữ V này cho mình. Vậy là video của mình đã được thêm hiệu ứng chuyển cảnh giữa hai đoạn. Tiếp theo mình muốn chia sẻ công cụ thêm hình ảnh hoặc là video lên trên một video có sẵn, hay còn gọi là hiệu ứng lớp phủ. Chúng ta sẽ chọn ở phần lớp phủ, thêm lớp phủ, mình sẽ chọn hình ảnh và thêm biểu tượng CapCut. Sau đó bấm thêm. Các bạn có thể sử dụng hai ngón tay để phóng to thu nhỏ cái phần lớp phủ này và di chuyển nó đến phần nào phù hợp. Các bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc của phần lớp phủ này ở bên dưới. Ví dụ mình sẽ cho phần lớp phủ này nó bắt đầu ở đoạn này, mình sẽ kéo lớp phủ đến phần này. Mình sẽ cho phần lớp phủ nó kết thúc ở đoạn này, mình sẽ kéo phần cuối này đến phần lớp phủ kết thúc. Các bạn cũng có thể thêm hiệu ứng chuyển động cho lớp phủ này bằng cách bấm vào lớp phủ, chọn hiệu ứng động. Tại đây cũng có rất nhiều hiệu ứng động cho các bạn lựa chọn. Các bạn sẽ bấm vào hiệu ứng để xem trước. Sử dụng CapCut. Ví dụ mình sẽ lựa chọn hiệu ứng này.
Các bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian của hiệu ứng ở đây và bấm một phần chữ V này để kết thúc. Giờ mình sẽ cho các bạn xem thử. Để hướng dẫn sử dụng CapCut ở trên điện thoại. Tiếp đến mình muốn chia sẻ công cụ thêm văn bản và nhãn dán vào trong video. Các bạn sẽ bấm vào phần mũi tên này để quay lại. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần văn bản. Tại đây các bạn có thể thêm chữ bình thường hoặc là mẫu văn bản. Với mẫu văn bản thì có rất nhiều mẫu cho các bạn sử dụng. Ví dụ mình sẽ lựa chọn mẫu văn bản này. Các bạn sẽ nhấy đúp vào phần văn bản này. Mình sẽ thay đổi chữ ở đây là Học viện Marketing Online. Sau đó bấm V để hoàn tất. Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay để điều chỉnh phần văn bản này, căn chỉnh và di chuyển nó sao cho phù hợp. Nó cũng tương tự như phần lớp phụ vừa nãy nên là mình sẽ không chia sẻ sâu hơn nữa. Giờ mình sẽ cho các bạn xem thử. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng CapCut ở trên điện thoại. Tiếp đến là thêm nhãn dán cho video, các bạn hãy bấm vào phần văn bản này. Nhãn dán. Các bạn sẽ lướt xuống dưới để chọn nhãn dán phù hợp. Mình sẽ ví dụ chọn nhãn dán này, sau đó điều chỉnh nhãn dán này, căn chỉnh cho nó phù hợp. Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc của nhãn dán. Giờ mình sẽ cho các bạn xem thử. Hướng dẫn sử dụng CapCut ở trên điện thoại. Tiếp đến là viết phụ đề tự động cho video. Các bạn sẽ không cần phải viết phụ đề bằng tay một cách thủ công nữa. Chúng ta sẽ chọn vào phần văn bản này. Chú thích tự động. Tại đây chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ của video. Có rất nhiều ngôn ngữ cho các bạn tạo phụ đề tự động. Video của mình là tiếng Việt nên là mình sẽ chọn tiếng Việt. Sau đó chọn mẫu phụ đề. Với các mẫu Pro thì nó sẽ được đẹp hơn. Mình sẽ lựa chọn mẫu này và bấm bắt đầu. Chúng ta sẽ chờ một chút để cho CapCut tạo phụ đề tự động cho mình. Vậy là mình đã vừa tạo phụ đề tự động thành công. Các bạn sẽ xem phần nào mà phụ đề nó tạo chưa được chuẩn thì chúng ta sẽ chọn phần phụ đề này và chọn phần cây bút này để chỉnh sửa. Chúng ta sẽ nhập lại văn bản ở đây. Sau khi nhập xong thì bấm vào phần chữ V. Để phóng to thu nhỏ phần phụ đề thì chúng ta chỉ cần chọn phần phụ đề này và kéo nó ra thôi. Phần điều chỉnh lên thì nó khá là trực quan, các bạn có thể điều chỉnh rất là đơn giản. Giờ mình sẽ cho các bạn xem thử. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng CapCut ở trên điện thoại. Tiếp đến là thêm nhạc cho video. Mình sẽ thêm nhạc cho đoạn video đằng sau này. Chúng ta sẽ bấm vào phần mũi tên này để quay lại và chọn vào phần âm thanh. Âm thanh. Trên CapCut cũng có rất nhiều bài nhạc cho các bạn lựa chọn. Có rất nhiều chủ đề này. Mình sẽ lựa chọn chủ đề vlog này chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ lựa chọn bài nhạc này. Mình sẽ bấm vào phần dấu cộng này. Chúng ta sẽ nhấn giữ và di chuyển bài nhạc này đến điểm nào mà các bạn muốn bắt đầu. Ví dụ video của mình nó kết thúc ở đây thì mình sẽ cắt bài nhạc đến đây. Mình sẽ bấm vào phần bài nhạc này và chọn tách và xóa đoạn đằng sau này đi. Cuối cùng là xóa logo của CapCut. Chúng ta sẽ chọn ở phần cuối của video này, nó sẽ xuất hiện biểu tượng CapCut này. Chúng ta sẽ xóa đoạn video này đi. Vậy là xong. Vừa rồi mình và các bạn đã điểm qua một số tính năng cơ bản của CapCut. Giờ mình sẽ đi đến một số mẹo và thủ thuật nâng cao để giúp các bạn tăng tư duy chỉnh sửa video. Đầu tiên là keyframe. Các bạn có thể zoom in, zoom out, tạo điểm nhấn cho video. Để làm được điều đó thì các bạn hãy chọn ở phần video, chọn ở phần hình thoi này cho mình. Đây là điểm đầu mà các bạn bắt đầu zoom in. Di đến điểm cuối mà các bạn muốn zoom in, bấm thêm vào hình thoi một lần nữa cho mình. Sau đó phóng to đoạn video này lên. Vậy là mình đã có một đoạn zoom in. Nếu mà các bạn muốn thời gian zoom in nó nhanh hơn, các bạn sẽ cho hai hình thoi này nó gần nhau hơn. Mình sẽ cho các bạn xem thử. Còn zoom out thì cũng tương tự, các bạn sẽ đặt cho mình hai keyframe như vừa nãy. Một keyframe là ở đoạn đầu, một keyframe tiếp theo là ở điểm cuối đoạn zoom out. Sau đó thu nhỏ nó lại. Tiếp đến mình muốn chia sẻ công cụ Text to Speech. Các bạn có thể nhập văn bản và sử dụng giọng đọc nhân tạo ở trên CapCut. Các bạn sẽ thêm cho mình một đoạn chữ. Ví dụ mình sẽ thêm một đoạn chữ như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào đoạn chữ này ở trên timeline. Chọn cho mình phần đọc văn bản. Tại đây các bạn sẽ lựa chọn giọng đọc, vì ngôn ngữ của mình là tiếng Việt nên là mình sẽ chọn giọng đọc tiếng Việt. Ở đây thì phiên bản thường các bạn sẽ có hai giọng đọc, và phiên bản Pro các bạn sẽ được thêm hai giọng đọc nữa. Các bạn sẽ bấm vào giọng đọc để nghe thử. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Các bạn có thể bấm vào giọng đọc một lần nữa để điều chỉnh tốc độ. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Sau khi chọn giọng đọc xong thì chúng ta sẽ bấm vào phần chữ V này để thoát ra. Giờ mình sẽ cho các bạn xem lại. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Tiếp theo mình muốn chia sẻ công cụ hiệu ứng âm thanh. Các bạn sẽ chọn vào phần âm thanh này cho mình. Chọn vào phần hiệu ứng. Tại đây các bạn có các hiệu ứng phổ biến như là biểu diễn này, Giáng sinh, doanh thu. Một số hiệu ứng quen thuộc mà các bạn sẽ bắt gặp ở rất nhiều video. Các bạn sẽ bấm vào đoạn âm thanh để nghe thử. Để lưu lại được đoạn âm thanh lần sau chúng ta có thể sử dụng được dễ dàng hơn thì các bạn hãy bấm vào phần này. Vậy là chúng ta đã thêm được vào mục yêu thích. Lần sau các bạn có thể sử dụng lại một cách đơn giản. Để thêm được đoạn âm thanh này vào trong video, các bạn hãy bấm vào phần dấu cộng. Mình sẽ cho các bạn nghe thử. Các bạn có thể tùy biến lại sao cho nó phù hợp với cả video của mình. Nó sẽ giúp video của mình hay hơn rất là nhiều. Vậy là mình đã vừa đi qua các tính năng cơ bản, mẹo và thủ thuật chỉnh sửa video, giúp các bạn tăng tư duy chỉnh sửa video.
giúp video thu hút hơn. Sau khi chỉnh sửa video hoàn tất thì chúng ta sẽ đi đến bước xuất video. Để xuất được video với chất lượng cao nhất thì chúng ta sẽ chọn ở phần 1080 này. Ở đây các bạn có thể xuất video với định dạng cao nhất là 4K, nhưng mà mình thường xuất ở 1080 để cho nó đỡ tốn dung lượng. Phần tỷ lệ khung hình này, nếu mà video các bạn muốn làm chậm thì các bạn nên để 60p để cho nó làm chậm, nó được mượt mà hơn. Của mình là video bình thường nên là mình sẽ chọn 30 khung hình trên giây thôi để cho nó đỡ bị tốn dung lượng. Phần tốc độ mã này thì các bạn có thể giữ nguyên. Sau đó bấm vào phần mũi tên này để xuất video. Các bạn chờ một chút để cho CapCut xuất video của mình. Vậy là video của mình đã được xuất xong. Chúng ta sẽ bấm vào phần video này để xem thử. Xin chào các bạn, đây là video mẫu mà mình dùng để hướng dẫn sử dụng CapCut ở trên điện thoại. Vậy là các bạn đã vừa hiểu được cách chỉnh sửa video bằng CapCut ở trên điện thoại. Hãy tải CapCut và sử dụng ngay thôi. Nếu thấy video hay, hãy cho mình xin một like và một sub. Và để xem thêm nhiều video hay hơn nữa, hãy bấm vào đây.